bẩn ngay. Không biết nấu kiểu gì nữa.
小欧，把它叫上来。Bye bye bye bye. Bye bye. Oh!
Cho vào trứng được không? Bao nhiêu? Mấy bón? Có tùng bón vần. Bao tiền thế? 20.000.
lá gì bé? Là nấu riêng cũng ăn được, ngon lắm. Đây hiếm. Bao nhiêu cân? Món 5.000. Là ngon này. Thấy họ bán nhiều thế, một lần không ngon. Chuyên lấy về nấu canh, chưa có canh bình thường. Ngắt ăn họ này đừng đun nước uống này. Người bán trẻ con uống như lúc mình chế, lúc mình ăn canh, lúc nóng xong. Cái này là lấy ra đúng không? Mình ngắt, chỉ cần ngắt thì mình xong rồi lấy cái này đi về nhà. Còn chưa biết nấu kiểu gì nữa. Không, người của...